Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi công an thành phố Thủ Đức, phòng tài nguyên và môi trường, phòng quản lý đô thị và các đơn vị có liên quan chỉ đạo về công tác quản lý chung cư trên địa bàn. Theo thông tin được công bố, toàn thành phố còn tới 71 chung cư đang chờ sổ hồng. Trong tổng số 164 chung cư ở thành phố Thủ Đức có 51 chung cư chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất sổ hồng. 20 chung cư đang thực hiện thủ tục cấp sổ. Ngoài ra có 5 chung cư đủ điều kiện nhưng chưa có ban quản trị. 23 chung cư chưa đủ điều kiện bầu ban quản trị do chưa tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. Ngoài ra có 37 chung cư chưa được bàn giao kinh phí bảo trì, 8 chung cư có hệ thống phòng cháy chữa cháy xuống cấp, 9 chung cư không có hệ thống phòng cháy chữa cháy. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường đến hạn chót là ngày 10 tháng 6 năm 2021, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ đầu tư những chung cư đã nghiệm thu, bàn giao căn hộ và đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư chậm làm thủ tục.